Mạnh của em là em rất là trung tình. Rất là trung tình luôn hả? Dạ. Vậy em có mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. Từ vậy mà nói trung tình. Em có quen một bạn, sau khi mà không hợp thì em tiếp tục đầu tư cho việc học và việc làm tới bây giờ. Thì em cũng không quen ai. Do là em chỉ có 1m6 thôi, nên bạn trai chỉ cần trên 1m65 là dư 85 luôn á. 85 là tôi hốt liền á. 85 là gu tôi. Anh bên này thì cũng ấy, thì con có thời gian thì con quen, con tìm hiểu được. Đẹp trai quá ha. Đẹp trai. Con tên đầy đủ là Hà Thị Đài Loan. Hôm nay con 29 tuổi. Em tên là Trần Minh Quang. Em sinh năm 90. Năm nay là 33 tuổi. Đang làm ở chi cục thuế Củ Chi. Bây giờ là chắc chắn lấy vợ thì phải làm dâu Củ Chi đúng không? Dạ đúng rồi. À. Trời ơi. Hai. Cô gái là Đài Loan sống ở Nhật mà bây giờ về làm dâu Củ Chi nha. Tên cũng dễ nhớ ha. Đài Loan sống ở Nhật về làm dâu Củ Chi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là trung tình. Và em hiền lành. Còn điểm yếu của em là em hơi kỹ tính và cầu toàn cho công việc. Rồi ngoài ra em cũng hay quên. Rất là trung tình luôn hả? Dạ. Vậy em có mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào. Ôi rồi. Trời vậy mà nói trung tình. Dạ là em quen thì em không có quen người khác. Em quen một người thôi. Dạ. Đó vì lý do sao mà Quang cũng đẹp trai nè, cao ráo, có công việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng mà không có quen được cô nào là sao Quang? Tại vì những năm 20 mấy tuổi thì em xác định là em muốn bươn chải ở ngoài. Để mà lo kiếm việc, để lo công việc ổn định. Thì sau em đã lập kế hoạch là sau 30 thì em mới bắt đầu tính đến chuyện gia đình. Cho nên là trong cái thời gian đó thì em sẽ không quen ai hết. Trời đất ơi. Em học lên tới gì rồi? Học tới thạc sĩ. Thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Rồi tập trung gì học, thành ra là chưa có người yêu vậy đó. Dạ đúng rồi. Oh. Là còn nguyên luôn đó hả? Y nguyên. Để tôi qua tôi coi rồi. Rồi. Chào ông thạc sĩ. Dạ. Chào chị. Hồi đó giờ không quen ai thiệt. Dạ. Chưa nắm tay ai luôn. Chưa. Trời ơi. Rồi giờ nắm tay con gái rồi cảm xúc nó mạnh quá rồi xỉu rồi sao? Không có xỉu đâu chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Chứ chưa bao giờ nắm tay con gái đó. Dạ. Làm cuộc thuế ta cứng lắm à. Làm cuộc thuế cứng lắm à. Trời ơi. Bản lĩnh lắm à. Lên hơi rung. Sao mà chưa chịu có bồ thiệt. Sao kỳ vậy ta? Đó. Bây giờ muốn có người yêu như thế nào nè? Quan điểm của em là người yêu của em thì do là em chỉ có 1m6 thôi, nên bạn trai chỉ cần trên 1m65 là ok. Dư. Dạ. 85 luôn á. Bào 85 luôn. 85 là tôi hốt liền á. 85 là gu tôi. Nói gì nữa? Quan điểm trong tình yêu của em thì khi có một vấn đề thì em muốn là hai người cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn giải quyết vấn đề. Không có nên là kiểu như là một bên im lặng rồi một bên bỏ đi rồi kể cái sự việc đó nó tiến triển tới đâu thì tiến triển. Nên quan điểm của em là lỡ có một cái vấn đề gì mà bất đồng quan điểm và bất đồng cái suy nghĩ thì mình nên thẳng thắn giải quyết dứt điểm rồi thôi. Dạ. Đó rồi. Hợp lý. Điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Nóng tính. Lớn tiếng với em. Rồi còn gì nữa không? Hút thuốc. Dạ có. Ghét hút thuốc luôn. Ghét hút thuốc. Rồi ok, để đó chị Lan. Sao Quang? Sao? Nhà gái đưa ra tiêu chí vậy em thấy sao? Dạ tiêu chí thấy ổn. Khoảng được 80-90%. Chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau thế nào. Mở rào. Chuyện còn lại là của Quang. Dạ. Thu thuế, chi thế gì đó. Do em làm việc đi Quang. Cũng mang do là em mới đi công tác về luôn nên là sẵn thì em mua bên đó. Nên là chỉ là chúc lòng thành thôi. Có gì thì cái này về anh đọc sau. Đọc sau hả? À. Chứ không đọc đây phải không? Dạ, dạ rồi. Rồi. Dạ. Cái gì vậy? Đọc là đi. Bạn ngồi đối diện nhau nè. Có cái gì đọc? Không cho đọc. Không cho đọc đây. Đọc, đọc đi. Đọc, đọc đây cho người ta nghe với đọc đi Quang. Dạ rồi. Kể coi có viết gì đó. Tặng anh món quà nhỏ Loan. Ủa vậy chỉ thôi vậy đó hả? Chỉ vậy thôi à? Trời đất ơi, tưởng nó có gì. Tôi đang chờ đợi cảm không xúc gì. Công nhận viết lá thơ dài thiệt luôn á.
Xúc con bé tích. Này nó ngắn gọn, xúc tích, cái tính tình nó thẳng thắn, tới chuyện tới đâu giải quyết dứt điểm tới đó thôi. Bây giờ Quang bước tới đi. Bước tới đây nè. Nắm tay bạn gái nào đó. Mình giao lưu chút xíu nào. Mình chủ động nè, mình nắm tay bạn gái nè. Dạ. Ta chưa yêu lần nào đó. Ờ à, quên. Quên. Đó, hai người đứng đối diện với nhau nào. Đứng lên nè, đứng coi rồi có đẹp đôi với nhau không? Rất là đẹp đôi không? Đó, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau nè. Nắm cái bàn tay của người ta thấy cũng thấy ghét nữa. Người ta chưa biết yêu lần nào, con trai chưa biết yêu lần nào mà. Hay nắm vậy? Ở đây người ta... Nắm nè, con nắm nè, con nắm nè. Chứ nắm sao? Nắm sao? Đó, là cái này tay. Là bắt tay. Sau khi mà người ta đóng tiền thuế xong hết rồi đó, ok bắt tay, dạ cảm ơn anh đã đóng tiền thuế xong rồi anh đi về. Nắm kiểu nào cũng được chứ không vậy. Rồi, ok rồi cái ngón này. Nắm nhẹ nhàng thôi đó. Dạ. Có giọng đi quá đơn không anh? Nắm nhau, ok. Ok. Đó, ok đó. Bây giờ nhìn thẳng mặt nhau nè, đó giờ có nhìn gái lâu vậy chưa? Nhìn rồi. Nhìn mấy chị lên đóng thuế hả?